Chào tất cả các bạn và quý vị nhá. Hôm nay xin phép người bonsai đến nhà chú thì gặp chú đang uốn cây đây. Chào các bác, chào chú nhá. Xin chào mọi người nhá, xin chào tất cả anh em nhá. Lại bắt đầu lại mới có một cái chậu cây mới, một cây mũ đơn vàng. Giờ mới đang quấn dây để bắt đầu mình uốn làm cây thế. Sáng nay mới làm xong một cây đỏ rồi. Và bây giờ làm cây vàng này nốt nữa. Quấn vào này làm nó không bị lứt dây, nó không bị lứt, không bị toác thân. Nó thì nó lâu một tí nhưng nó đảm bảo. Sau bắt đầu cây nó khỏe thì bắt đầu nó mọc râm cái này mình cắt. Cắt lấy cái dọc tem. Tắt cái dây. Cùng một bông. Giờ nó nhiều thứ cây lắm các bạn. Cái đây này làm nay thì mình ngàn hơn. Cái này nay nó cây nó còn nhỏ, làm nó dễ hơn hơn. Cái kia cây đỏ nó to. Cái vàng cũng đẹp đấy, cái vàng cốt ngột của nó rất đẹp. Đấy, chú lấy dây đấy, dạ. Chú lấy đi dây vào làm. Đây em bố anh lấy lại cho em. Ừ, cái soạn này nó có 7 loại đấy, còn một loại bén nữa. Đấy. Cái hai cái loại cho một bên này này. Được không? Có đẹp, chú nhìn tôi đẹp không? Cái này chú định làm dáng gì? Chú làm song thân thôi. Song thân à? Hai thân song cụ, song cụ. Cái cây này là một cây nó khí. Cây nó khí quá. Làm hai cây bóng to bọng. Có thứ nhiều đấy nào? Thấy không? Có đất mà. Có đất thì mình cứ tận dụng. Trừ khi nào mà cây nó hết đất rồi thì mình mới phải làm kiểu khác thôi, chứ còn nó có đất thì... modern nhá. Làm gì còn nhiều? Không, còn đầy. Đầy còn đầy thưa mấy các bố, là nếu có còn người ta cũng không bán. Thế bố không mua được. Cây không ngoài có mà nó cứ bây giờ còn cũng đòi mã tiền. Người ta không bán nữa. Bây giờ đã còn là ở trong dân thì cứ đừng có nói có mà bán. Là cây đẹp lắm người ta để lại, các cụ vẫn còn nên đâm người ta. Cả người ta cũng có nhu cầu sử dụng rồi. Bây giờ động đến cũng lắm tiền. Đấy, cây nhà hồi đấy, cái đấy mua được cái này có tiền. Đấy, thì bố nó có bán nhau. Cứ mua được là có tiền. Bao tiền người ta cũng không... Quan trọng người ta không bán. Nhiều như là còn ai đến lại người dân là tùy nó không bán. Ừ, bạn này. Thế chứ. Đang ở nhà hay ở đâu? Ở đây. Cao ngoài này. Đã
đang bảo là nên thăm cái ông bạn ở trên Gia Lộc cái chỗ đồ cổ đấy. Thế ông ấy tên là gì nhỉ? Sao hả? Sao? À, sao sang. Sang ngay là không phải sang gì đúng không? À, sang hả? Chính xác, sang. Sang, sang trọng nhưng mà vợ tên là gì? Con này nó có một cái tay nó hồi đuôi đẹp. Đấy, nhảy. Tay kế cho anh uốn nữa xuống. Thank you.
xong một tác phẩm. Bốn mặt đều đẹp. Mặt này chắc mặt chính nhìn sâu hơn đây, mặt này mặt chính, mặt này mặt chính của nó sâu hơn này, mặt tiền này, mặt này mặt chính đây đấy, đấy đúng đây, mặt chính đấy, xem mặt tiền này đấy. Mặt đấy là nó sâu hơn, chắc lát này mặt chính nữa đấy. Thì đơn giản. Lúc nào bỏ một buổi đi, đi đến những cái nhà đi thử gạ nó cho nó có ăn không? Mày dù đưa, đưa ta đi. Ừ, tao đưa mày đi. Ờ, ok, bạn cứ đưa tôi đi. Hắn đi rất là hơi gạ. Mình đi nó cứ hàng cứ nứt qua, nó đéo thấy nó nhà, đéo mua được. Bỏ lắm. Để cho nó bôi vào. Mang đây, mang đây. Người đây á. Chào các bạn và quý vị nhá. Xin chào nha.